Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa và Nhạc lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, mời quý vị theo dõi phần 4 Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa qua lịch sử báo chí truyền thông Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng người Việt tị nạn để biết mức độ xâm nhập của Cộng sản vào sinh hoạt báo chí miền Nam Việt Nam và so sánh về vi phạm quyền tự do ngôn luận của miền Nam Việt Nam dưới thời đệ nhất Cộng Hòa và chế độ Cộng sản tại miền Bắc qua biến cố cải cách ruộng đất và nhân văn giai phẩm vào năm 1955 đến năm 1958 với nhà báo Phạm Trần do Nguyễn Thành Công, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Dạ thưa ông, còn về phía Việt Cộng hay là những người Cộng sản nằm vùng thì họ có cái lợi dụng cái tình trạng phức tạp của miền Nam để xâm nhập vào làng báo để mà tung tin sai lạc hay phản tuyên truyền gây thất lợi cho chính phủ miền Nam Việt Nam không? Thật sự ra đó, nói về đệ nhất Cộng Hòa trước đi. Dạ vâng. Thì cái sự xâm nhập vào báo chí đó hiếm là bởi vì cái hệ thống tình báo của thời đệ nhất Cộng Hòa hết sức là tinh vi và hết sức là chặt chẽ. Với thứ hai nữa là những nhà báo của phe Việt Cộng lúc đó đó không có bao nhiêu, về sau này đó từ miền Bắc xâm nhập vào hoặc là được huấn luyện ở trong khu thì mới có những nhà báo miền Nam Việt Nam tham gia vào cùng với Mặt trận Giải phóng miền Nam. Nhưng mà họ cũng không thể nào xuất bản được một tờ báo nào ở Sài Gòn cho đến thời kỳ mà đệ nhị Cộng Hòa. Dạ. Cái đó mình sẽ đi sâu vào thêm vào thời đệ nhị Cộng Hòa. Dạ thưa nhà báo Phạm Trần, song song với sinh hoạt báo chí miền Nam lúc bấy giờ, cũng vào thời điểm vào năm 1955 đó, thì ở miền Bắc, dưới chính phủ Cộng sản gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đó, thì tạp chí Nhân Dân, Nhân Văn Giai Phẩm được chủ trương và thực hiện bởi một số văn nghệ sĩ và trí thức miền Bắc như là một cái phương tiện truyền thông độc lập để bày tỏ chánh kiến, đòi chánh quyền, tự do và dân chủ. Thì tạp chí Nhân Dân Giai Phẩm đã bị trù dập và nhà cầm quyền Cộng sản đã đóng cửa cũng như là đưa một số người chủ trương ra tòa và bị những bản án nặng nề vào năm 1958. Thì thưa ông, xin cho biết nhận định của ông về sự kiện Nhân Văn Giai Phẩm ở miền Bắc như thế nào thưa ông? Trước khi nói đến Nhân Văn Giai Phẩm thì chúng ta cũng nhớ là ở miền Bắc đã có một cái phong trào được gọi là cải cách ruộng đất. Dạ. Từ năm 1953 đến năm 1956 thì cái cuộc cải cách ruộng đất đó đã tiêu diệt giới địa chủ. Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam và của ông Hồ Chí Minh lúc đó là lấy lòng người nông dân để cho họ có ruộng cày, tịch thu ruộng vườn của những nhà giàu, của những người được gọi là địa chủ, để mà phân phối cho người nông dân. Là bởi vì Đảng Cộng sản là thành lập từ khối nông dân mà ra, nông dân và công nhân lao động, lúc đó họ nói là công nhân lao động nhưng mà thật sự ra nông dân là chính. Thì họ lấy cái nền tảng đó, họ tiêu diệt giới tư bản về nông nghiệp và họ tạo ra một cái làn sóng bất mãn trong dân, là bởi vì trong cái chiến dịch đó đã giết hại hàng chục ngàn người vô tội trong cái chiến dịch cải cách ruộng đất đó. Từ sau khi cái cải cách ruộng đất thì nhen nhúm cái nhóm Nhân Văn Giai Phẩm, là vì song song với việc đàn áp cải cách ruộng đất đó thì
Đảng Lao động, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng mở chiến dịch đàn áp giới trí thức, đàn áp và tịch thu báo, những bài báo của cụ Phan Khôi hay là của Nguyễn Bính, của các cái, những người chống đối thời gian đó. Họ không có muốn cho nổi dậy giới trí thức, là bởi khi mà giới trí thức nổi lên đó, thì sẽ kéo theo giới trí thức trẻ, mà khi mà giới thức trẻ nổi lên đó, thì sẽ kéo theo nông dân, là bố mẹ của những người trẻ là cũng ở thành phần buôn bán làm ăn nông dân mà thôi. Thành ra Đảng Cộng sản Việt Nam ra tay đàn áp cái nhân văn giai phẩm, cái nhóm nhân văn giai phẩm, mục đích là đòi tự do ngôn luận, đòi tự do báo chí và đòi được tự do tư tưởng. Mà lúc đó nên nhớ rằng là trùm cộng sản lúc đó là nhà thơ Tố Hữu. Ông Tố Hữu, ông ấy ca tụng Marxist Lenin là bố là mẹ, còn hơn cả bố mẹ ruột mình. Đó, thành ra cái chế độ lúc đó, những cái thành phần mà đi theo cộng sản lúc đó tiêu biểu như nhà thơ Tố Hữu là những cái người mà quyết tâm dẹp nhóm nhân văn giai phẩm. Nhưng mà họ dẹp được, họ bỏ tù được những người chủ trương nhân văn giai phẩm, nhưng mà họ không có bỏ tù được tư tưởng của những người nhân văn giai phẩm. Và những cái gì mà nhóm nhân văn giai phẩm tạo dựng lên đó, vẫn còn tồn tại kể cả cho đến ngày hôm nay. Và từ khi mà cộng sản nắm quyền toàn trị Việt Nam đó, thì bao giờ xảy ra những vụ đàn áp trí thức thì người dân đều nghĩ đến vụ nhân văn giai phẩm. Thành ra cái vụ nhân văn giai phẩm đó, cái nhóm đó ảnh hưởng rất lớn trong lịch sử báo chí cũng như là văn học Việt Nam đó anh Công. Dạ thưa nhà báo Phạm Trần, như vậy cũng vào cùng khoảng cái thời điểm đó ở miền Bắc có nhân văn giai phẩm, và ở miền Nam thì cũng có một số những cái giới hạn về vấn đề báo chí truyền thông. Nhưng mà giữa hai cái sự kiện của hai vùng như vậy, mình có thấy được một cái sự căn bản khác biệt nào giữa hai cái chế độ miền Bắc và miền Nam về vấn đề báo chí hay là tự do truyền thông, thưa bác? Khác biệt rõ rệt nhất là miền Bắc không có báo tư nhân, chỉ có tờ Nhân dân, tờ Quân đội Nhân dân, tờ Tiền Phong và các báo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạp chí Học Tập. Ở miền Nam có tiếng nói của người dân, có báo tư nhân, có liên đoàn ký giả, có hội chủ báo. Thì đấy là cái sự khác biệt, và cái sự tự do và độc tài nó rõ rệt như trắng và đen. Ở miền Bắc không hề có một nền báo chí tự do, không hề có báo tư nhân. Ở miền Nam có tự do, nhưng tự do tuy là không có tự do toàn ảo, nhưng mà tự do giới hạn. Có báo chí tư nhân thì đấy, có những người làm báo như chúng tôi thời đó, dù khó khăn nhưng mà chúng tôi không bao giờ nhận lệnh ai để viết báo cả. Ngược lại ở miền Bắc phải có chỉ thị của, bây giờ gọi là ban tuyên giáo, tức là hồi đó gọi là ban tuyên truyền của Đảng, là phải viết đúng theo chỉ thị của Đảng, viết như thế này, như này, thế này, chứ không có được quyền tự do viết. Ngược lại ở trong Nam chúng tôi hoàn toàn viết tự do, có điều rằng là làm sao để mà tránh báo không có bị tịch thu. Đấy là một cái sự khác biệt rõ rệt. Dạ vâng, xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần.